Đau lưng, đau cổ vai gáy là triệu chứng thường gặp ở những người làm văn phòng do tính chất công việc phải ngồi nhiều một chỗ. Nếu tình trạng này kéo dài, dai dẳng sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. 5 bài tập đơn giản sau đây có thể giúp bạn giảm bớt tình trạng đau lưng. Tranh thủ thực hiện những bài tập này vào sáng sớm hoặc khi nghỉ trưa, đau lưng sẽ dần biến mất. Bài tập với tư thế rắn hổ mang. Hãy nằm úp, hai chân song song với nhau. Hai lòng bàn tay chạm đất, khuỷu tay gập lại. Ấn hai lòng bàn tay xuống sàn, đồng thời từ từ nâng vai và thân người trước lên khỏi mặt sàn. Giữ phần thân dưới chạm mặt sàn, giữ vị trí này trong vòng 1 phút. Thực hiện từ 8 cho tới 10 lần. Động tác này không chỉ giảm đau lưng mà còn giúp giảm mỡ ở eo. Bài tập tư thế bò mèo. Quỳ trên thảm, cong lưng về phía trần nhà, khi hít vào, tư thế con mèo. Cúi đầu xuống và thả lưng trong khi thở ra, tư thế con bò. Di chuyển từ từ giữa hai tư thế. Hít vào, thở ra và lặp đi lặp lại từ 10 đến 15 lần cho động tác này. Bài tập giãn cơ lưng. Ngồi trên sàn với hai chân duỗi thẳng trước mặt. Hai tay thả song song theo thân người. Đưa hai tay ra phía trước, uốn thân người gập về phía trước, sao cho hai tay chạm vào hai mũi chân. Giữ nguyên tư thế và đếm từ 1 cho tới 30 rồi trở về tư thế ban đầu. Lặp lại bài tập này 3 lần. Bài tập tư thế chó úp mặt. Đứng thẳng, chân rộng hơn vai, tay thả dọc theo thân người. Cúi người về phía trước, hai tay đưa ra trước, tiếp tục hạ thân người về phía trước cho đến khi hai lòng bàn tay chạm sàn, hai chân song song và giữ hơi chéo so với thân người. Giữ cho lưng, đầu, cổ trên một đường thẳng. Giữ bả vai của bạn được ấn xuống để tạo sự ổn định cho lưng trên mà nó cần để kéo căng và tăng cường tất cả các cơ ở lưng. Giữ tư thế ít nhất 30 giây. Đi bộ 30 phút mỗi ngày. Theo các bác sĩ, đi bộ giúp tăng cường sức mạnh của thân, chân và cơ hông, đồng thời tăng độ ổn định của cột sống. Cơ thể của chúng ta tạo thành một tư thế thẳng hơn và ít bị đau lưng hơn. Ngoài ra, đi bộ thường xuyên là cách tuyệt vời để kiểm soát cân nặng của mỗi người. Chỉ riêng điều này đã là một yếu tố nguy cơ rất lớn đối với các vấn đề về lưng.